Hôm nay trong buổi sáng tinh mai, cũng chưa phải là 5 giờ, nhưng lấy cái đề tài là 5 giờ đi, tới 6 giờ là quý vị nghỉ rồi, không tới nữa. Bây giờ lên non đó, về non tiên đó, thì khi mà thầy đã ở kề cận cùng với tất cả quý vị, anh em của mình là thầy cũng như quý vị, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng cười vui, cùng nói chuyện xà bát đó nha. Nhưng bây giờ cũng như nhà nước bây giờ vậy đó, kiểm tra hết để cán bộ nào hay là vị công an nào hay là quan chức nào còn được để không cho dẹo hết. Thì bây giờ chỉ có mấy ngày mấy hôm thôi thầy đã khỏe rồi, cái khối đó nó xẹp hết. Quý vị thấy Phật pháp rất nhiệm màu chưa, xẹp không hay. Tới chừng hay được rồi, trời ơi, vậy là con đã hết rồi. Vậy thì con lên non tiên được rồi đó. Chứ cái này là con không sống được một năm nữa, nửa năm nữa. Nói vậy, thì xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm anh em của mình, trong tín đồ của Đạo Phật giáo. Hôm nay đó, thầy muốn trước khi đi, hay là còn, hay là như thế nào đó, vì tội của chúng sanh như dòng suối vậy nè, nó chảy mãi, mình trong đó đó, mình cũng có trong đó. Thì bây giờ thầy được hơn quý vị là tâm linh, hay là trong khoảng thiền định, hay là trong khoảng để nghe ngóng biết được là bề trên sẽ cho mình một quyển này phải cố gắng gìn giữ, không cho lộn xộn vào. Tỉnh giấc mộng đời. Cũng như bây giờ mình ngủ mê đó, cái quý thầy người ta đợi, người ta cho mình hay mình sao sao vậy đó, quý thầy ở chùa đó, mình lại cự, mình cự, mình nói thôi đi, tôi không có tu hành gì, tôi không có tin đâu. Nhưng mà rốt sao rồi mình hối hận vô cùng, đã kêu mình, đã đến nhà mình, đã đánh thức mình không tỉnh, mình còn mê ngủ. Ngày nay đó, quý vị đã có phước nhiều đời lắm rồi, quý vị tỉnh một cơn ác mộng, mơ mộng, trong mộng, nó không thành tựu được. Thành ra tỉnh giấc mộng đời này bỏ đi nha. Rồi bây giờ đó, lời lẽ của Phật Thầy, của Đức Thầy muôn trùng mà quý vị cũng không tỉnh. Tỉnh dậy rồi ngủ nữa, đâu có lợi ích gì, thức luôn đi. Không việc này mình cũng có việc khác để mình điều nghiêng hay là mình như thế nào, chứ không có nên là tỉnh rồi ba mớ cái là ngủ nữa. Thì cái ngủ nữa đó là ngủ dại, ngủ dột, ngủ khờ, ngủ bịch. Thì người lớn tuổi phải tập 9 giờ hãy ngủ, 4 giờ là thức dậy rồi. Phải vô, không còn kè cửa gì mà nói hết á. Ngồi thiền rồi để vô ngủ. 12 giờ, 1 giờ con có ngồi thiền thì nếu mình thức lỡ rồi đó, rồi để làm gì? Ngồi thiền. Còn không thức lỡ, đừng đánh thức người già khó ngủ. Mình phải biết. Còn hôm nay các ngài đó đã cho mình một cái là bức thơ, một lời nói, hay là một chi đó, mình ở gần chùa quá lâu rồi nha, mà mình không hiểu gì, mình bỏ rơi mình. Rồi mình cho ta là tột đỉnh này kia, mình quá thấp kém, rồi quá tồi tệ. Hôm nay mình tỉnh cái giấc mộng này, mình giật mình là mình phải quyết chí tu hành, thành Phật, thành tiên, thánh thần. Con không chung chạ với các người nữa. Nhưng mà con ở chung, mà con phải khéo, có cách nào để lách, để tu. Thì Đức Phật làm gì mình phải làm nấy. Đức Phật đi tu vậy thì mình cũng phải cắt rời gia đình mình, nhưng mà cắt không được gì thời kỳ mạt hạ này. Tất cả nghiệp quá nhiều quá. Nghiệp nó ở đâu vậy? Mình sanh ra nghiệp đó, cái tâm nghiệp của mình đó. Mình không muốn đi ra chợ, mình ôm bó bông bự thì nào có đâu, là mình phải đi ra ngoài mua. Bây giờ mình mua một can cành thôi, đó vậy được đó. Hay là mình mua sắm ăn, nói vậy đó, thì chính mình thôi. Hay là mình để đơn, mình thua cái gì đó, mình biểu con mình đi thưa đi, cũng cái nghiệp, cái tâm nghiệp sanh ra đó, thưa cho bằng được. Tao tức quá, tao ngủ không được, ngu ghê hồn, mê ghê hồn, trời ơi,
mình một cái kho tàng, một cái đền thờ của Đức Phật, một cái hoài bảo, một cái bóng đèn lưu ly bạch ngọc, có nghĩa là một viên ngọc báo, mình để lu mờ, mình giận người ta đó, thầy mình giận. Ngay bây giờ ở tại Non Tiên, thầy mong không phải nói là lớp học mà đôi lời thầy nhắc nhở nung đúc tinh thần cho quý vị. Quý vị phải khéo ăn, khéo nói, khéo làm, khéo tu. Mình nói tầm bậy nó giết mình, nó giận mình, ai cũng vậy. Đứa con mình mà mình rầy, mà mình rầy bất khuất quá, cái mặt mày nó xanh giận, nó sợ mình, mà sợ một chút thôi nó đi ra ngoài kia nó chửi. Hoặc là nếu mình đối xử với nó có cái án, nó rủ bạn nó về giết mình. Thì bây giờ mình thức tỉnh rồi đó, mình mà tu cho tốt, tu cho thiệt, không có đơn giản. Như bây giờ bữa cơm, chính thầy nè, thầy lên bữa cơm á, thầy ăn, quý vị không bao giờ ăn đâu. Lu 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 ăn cho nó rồi, đừng mà mình còn cái công việc khác hay là cái gì đó. Bây giờ không phải vậy. Ăn tu, hồi đó ăn có mấy phút đồng hồ, bây giờ ăn một tiếng, nửa tiếng. Ăn để nhớ, ai là người nấu cơm, ai là người tạo gạo thóc, ai là người có rau cải này, ở đâu nó có vậy. Đó, đồng chung hiệp lực nhau để giúp cho cái người đó, là mình phải tạ ơn bằng cách nào. Còn mình bệnh, rồi mình bệnh nữa, mà mình ăn như vậy thì tất nhiên mình dồn vô đây, mình cỏ ra không, mình không có làm cho sai cho nó nhiễm. Đó, nó cũng có lợi là mấy phần của mình ạ. Có giảng, có thiết tha, có đọc thơ, đọc phú, nhưng mà cũng phải có những đôi lời để nhắc nhở quý vị và nói phải ngoan lên, khôn mà còn ngoan nữa, chứ không phải lì lầm không thể bước lên được, uổng lắm, rất là uổng đó. Rất là uổng. Cả cái châu thân nè, rồi cái bản thân là bản đồ đó. Mình làm gì có ghi hết rồi. Rồi tấm thân là miếng giấy. Mình coi rẻ quá. Muốn xé dục giờ nào xé. Muốn băng lờ đằng kia, hỏi con hỏi đi đâu vậy mẹ, hay là đi đâu vậy bà. Tao đi lợi này một chút, đi một chút đó. Phải cho cháu nó đi với mình, và là nó biết, mình biết ha. Tao đi vậy đó, đi khùng điên á. Lợi cái tụ tập, cái ông lên bà xuống để trao đổi đâu có ích lợi gì. Mà một cái châu thân này nè, năm châu bốn bể nó ở đây nè, mà mình không biết cái thân mình là quý ha. Quý vị tỉnh đi, tỉnh giấc mộng đời, rồi là mình thấy mình hối hận mà mình xấu hổ. Rồi anh em cũng vậy, bây giờ mình nói thẳng, em sai cái đó, để cho em nó sửa. Khi mình tỉnh rồi, mình còn giấu chi cái chỗ mà trúng với trật. Tài liệu từ hồi nào giờ đây đó, thì ông khùng, nói là đạo khùng, ông ơi ông nọ. Nhưng bây giờ thực tế là không phải vậy. Mà tất cả các chị họp thơ đó, họp lý đó, họp lời đó, một Đức Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện tầm thinh để tìm căn cư của quý vị, nó đem về nơi gốc cội nguồn trường học đạo. Hai, ông Di Lạc Bồ Tát đó, ông nói lẹ lẹ đi để ông lập quốc, ông lập lại cái nền, cái xứ, cái đại quốc mới, tổ quốc mới. Đó, người của Phật không à. Ba, Đức Phật thầy giáo đạo năm phương để ra thi văn giáo lý. Bồ Tát, Thanh Sĩ và Đức Huỳnh Giáo Chủ cộng tác lại, các ngài đều họp hết lại để kỳ này buổi hạ nguyên đó, để giải tỏa hết tất cả những cái nghiệp nặng của mình. Nhưng mà giải không nổi, quý vị không giải, không ai giải nổi hết rồi. Phải về cô gắng. Thì đây là một cái thùng thơ. Cái thùng thơ, hãy móc thơ ra của ai thì đọc cho tất cả quý vị nghe, có trúng của quý vị thì quý vị thầy quý vị nhận.
còn không đúng thôi. Đừng mê linh, đừng linh tinh nói đây là đức thầy về, không có, không về, thầy không có về, chưa về đâu. Ngày mà thầy về rồi đó quý vị, lại quỳ mà nước mắt chảy mà nhìn không ra thầy quý vị, vậy thầy quý vị đã thành Phật rồi. Ừ. Kỳ này về sứ mà, sứ xuống nữa. Ừ, xuống, xuống bằng cái khác. Như ngài nói bây giờ giặc đánh quá làm sao đi. Thì ở bên nhà nước nó có cách cuộc hành giả ra, chừng đi vậy ta bắt hay là ta đánh, ví dụ vậy đó. Thì cái cuộc đời này đi bằng cách khác, xuống bằng cách khác. Ý muốn của tất cả đồng đạo anh em của mình, chúng sanh, trong đó có bần sĩ nữa đó, ý muốn trời biển muốn làm sao trước mắt mình giống y như mình ước mơ vậy, đừng nha. Cái đó là cái thuốc cùng chung một giờ, cùng chung một đường, cùng chung một anh em với nhau để mình tu tâm. Phải cố gắng, ráng nhạy bén ngoan nha. Đó, để mình về mình tu tập. Mình tu tập, tu học. Chứ cái giấc mộng này đó, nó làm cho quý vị say mê. Mê cái này, mê cái kia. Bao nhiêu lần tỉnh rồi, bao nhiêu lần biết hết rồi, nhưng mà nó không có tỉnh thật sự. Ngày hôm nay, ý kiến của bần sĩ vô danh này muốn làm sao quý vị đọc lá thơ, đọc những lời lẽ của các vị, các ngài, muốn làm sao quý vị được thấy biết thật sự rõ ràng đó, như thế nha, chứ không có mà mơ hồ nữa, uổng lắm nè. Bao nhiêu tuổi cũng vô thường hết mà, uổng quá. Rồi già càng uổng nữa, gần đi rồi mà không mở mở mắt ở bên trong đó, không có tỉnh, mắt bên trong nó ngủ mê đó, thì làm sao mình thấy được, mình nghe được. Mình cứ nghe ai nói tu này kia cái mình bắt chước, mình quên sư phụ của mình sao? Nội mấy quyển của sư phụ là học không hết rồi. Nhưng bây giờ kèm đề thi là bần sĩ vô danh, xin nhắc lại cho tất cả chư quý vị. Khắp bốn biển năm châu, trong và ngoài, ở đâu cũng vậy, có anh em của mình cốt nhục thì được nghe thôi, được thấy. Nếu lời lẽ nào mà bần sĩ nói sai thì xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm cùng là các bậc cao tăng trưởng đạo bỏ qua và hoan hỷ giúp. Vì bần sĩ không học bữa nào hết rồi. Nói vậy. Len lỏi đó, học lốm đó, của tất cả đại đức thiền sư cùng là tất cả các vị mà ra sách vở quyển, nhưng mà rồi đâu có biết chữ mà đọc. Ngày hôm nay được tỏ ngộ, đầu đội dây mang bề trên các cấp. Cùng ngày nay con được làm người, con được hiểu, con được biết, con được bốc cái một miếng mía nó rớt xuống đất mà con bốc lên, con không có ăn miếng đất, con đem rửa đó, con biết nhiêu đó là tội. Rồi còn học đạo còn biết sâu nữa. Mình biết gia đình, mình biết tiền bạc của mình như thế nào, mình làm bao nhiêu, là mình xài xí bao nhiêu đó, mình biết là đừng xài xí. Đức thầy nói biết là sống đó, biết là sống, biết là tu. Còn giờ mình không biết gì hết à, ngơ ngơ bị gì, mình chưa có tỉnh giấc mộng, mình còn mê. Tỉnh cái giấc mộng đời này đi rồi quý vị sẽ thấy, quý vị tự lăn lóc mà đi lên. Rồi tuổi, tuổi hổ, mình mê, mê lạc. Làm đừng ăn á. Nhưng đâu có ăn bao nhiêu. Làm để cho dư đó. Dư để làm gì? Để cho con, cho cái. Nó có tay chân trưởng thành rồi, nó tự đi kiếm, nó làm nó ăn. Cho cháu nội đó, cháu ngoại đó, để tội nó. Sao lo chứ dữ vậy? Ở đây mà mình phóng cái tinh thần, cái liên quan mình là lo tới cháu nội, cháu ngoại vậy nè. Thì còn gì ở trong cái bộ máy tuần hoàn này, trong cái vỏ trụ này à, còn gì đó như vậy. Thì bây giờ mình đã tỉnh rồi, mình không có còn lo vậy nữa. Có tiền đó
đứa nào mình thấy nó cũng đẹp duyên hoặc là nó hiền hậu hoặc nó năng học, muốn ăn học nè, là nói chuyện với nó, bà cho con ở đây. Trong cái 1 triệu này con phải biết con xài gì, con ăn ngày nhiêu, uống nước nhiêu, có thiếu tập sách con mua. Đó, mình nói là nè, cho mày nè. Thì nó cũng, mình không phân biệt, mình còn mê đó. Cái đó không có biết là được bao nhiêu mà nó lấy nó ăn xài đã rồi. Rồi nó sanh ra làm cái này, bà mà thấy cái tiền của bà, cha mẹ con cấp, mà nếu con làm bậy, bà sẽ cắt không cho con học được, cho con đi giữ trâu. Đánh rồi đuổi, nói gì? Thì bên đây bà, bên đây mẹ, cha thì nó sẽ nên thân trong cái xã hội. Không biết bao nhiêu vị đi vào chùa để tu, đại đức thiền sư tất cả các vị quá là thanh tao, giảng cho nghe hết, nhưng mà về mình không có cái quyền dạy con, không có cái lực tu, không đạo lực, không nói ai nghe hết. Mình muốn khi mình tỉnh rồi đó, mình muốn mình có cái lực, cái quy lực, thì mình phải nỗ lực. Đừng để cộng cái lực quá nha. Đó, nhiều chuyện quá mà mình không giải tỏa được. Mình phải nỗ lực đi trước. Mình phải làm gương, mình phải tu cư sĩ tại gia như thế nào, sáng chiều mình đi làm mình ăn mà. Mà trong cái làm đó không có làm hay vậy đó. Chỉ vì mình làm mình đâu có nghiệp, mình làm mình đâu có hơn thua, mình làm mình đâu có lỡ, mình làm xạo đừng, mình lấy cái này là mình ăn về ăn cho nó nhiều nó ngon, đó là tỉnh. Cộng lại mình còn tu nữa, còn ngồi nữa, ngồi để gì? Nói cái tiếng ngồi thuyền là lên chiếc đò về Tây Phương Cực Lạc đó, mà mình không kiểm lại mình. Trước khi mình lên đò mình kiểm coi nặng nhẹ, ba cái đồ này mà lên chiếc đò của người ta có chút xíu này lên được không đó, thấy chưa? Là một cái chiếc thuyền na của quý vị mà quý vị để cái này cái kia cái nọ tự mình hết nha. Bây giờ đâu, khi tỉnh cái giấc mộng này là quy trách nhiệm về từ khi mới sinh ra, ai cũng có chân lý hết. Rồi lớn lên mình làm tội, pháp lý bắt mình, rồi mình học giáo lý, không mình biết Đức Ngài có nói theo Phật giáo phải tầm cái lý, hỏi làm sao ta phải tu hành, mình cứ tầm. Ông đó nói lý hay quá, lợi đó chính mình có. Mình làm gì cũng có cái lý do. Mình hỏi mình làm có đó được không, mình nói hồi nãy mà có phiền phức cái vị này không, nếu có thì dọc tất bất đạt gặp vị đó vui hơn. Và tôi xin sám hối với cô nha, hai chị nha, điều nãy là tôi sai trật vì tu độ chưa có tới. Đó rồi ai cũng muốn Phật trước mình về Tây Phương Đông Độ, mà chính trong mình nè, nè nó ở trong này nè, Đông Độ Tây Phương Cực Lạc A Di Đà, cảnh giới ở trong đó hết, đâu có sao. Tại vô minh và mình chưa thức tỉnh được, mình tỉnh rồi mình thấy hết rồi, thấy hết nó đâu ở ngoài, ai cũng lợi giái mười phương chư Phật hết. Cho con về cảnh Tây Phương là mười phương, mười phương chỉ cho thầy biết con mười phương đó đâu. Tới mười phương là ở đâu mà nói vậy chứ không biết. Bây giờ mình biết được, thầy hiểu một chút thôi nha, còn ai có hiểu nữa thì người ta còn hiểu sâu hiểu dài nữa đó. Mười phương đó mình cứ về Tây Phương à nha, rồi mình còn về tới phương một, phương hai, phương tới mười phương đó, cái cõi nào á mình về Tây Phương còn học đạo nè, còn tu nè, các cấp Bồ Tát đó, các cấp đó ta đã đó, ta dạy mình. Còn ở đây là cái cấp này là cấp hạ giới. Về cảnh đó nhổ cỏ nha, ông A Di Đà ổng tạo cái cảnh đó cũng như ổng mở cái công ty của chính ổng, ổng lập một cái nước của ổng, thì ổng phải có cách. Nhưng mà ổng ở phương nào mình không tìm hiểu được, khi mà mình được đi về thì ổng bay qua
ổng chứng minh cho mình rồi mình mới vô được cửa Tây Phương. Giờ ổng bay đi chứ ổng đâu có ở đó. Còn mình tu ở đây nha, đừng thoát cái kiếp làm người của mình mà quá khổ. Quý vị thấy ăn nay mấy mươi năm, uống nay mấy mươi năm, chửi lộn nay mấy mươi năm, ngó người mấy mươi năm, nghe mấy mươi năm, tới tai tôi điếc, đó cũng bị nghe đó. Cái số ép này nó bị mập mờ, nó không có gì hết. Đây là một cái đài đa đa của quý vị đó. Nó thu hết, nó trống rồi cái nó thu hết, nó thu hết trơn. Nó không có bỏ một cái chỗ nào mà không biết hết. Đó, không phải mình thấy mình vậy mà mình thấy thường đâu. Quý hơn vàng, hơn ngọc, hơn ngà, châu báu nữa. Mình đưa mình về nè, mình thoát kiếp được nè, mình quyển chuyển nè. Thấy không? Mình thành Phật nè, thành tiên thánh nè, mình muốn thành gì thật. Ta ăn mặn, ta trung, nghĩa, hiếu, đạo, ta cũng thành thần vậy, thành thánh vậy. Chứ tất cả xã hội, toàn năm châu bốn bể này ăn chay trường hết sao? Nếu ăn chay trường là đăng ký qua mười phương chư Phật. Không xuống nữa, không trở lại nơi cái trường học này nữa, mà mình sẽ học đi chỗ khác, học xứ khác, học học bên nước này nước kia. Như thế khi mình tỉnh rồi mình tu mình phải hiểu chứ. Còn này cứ bữa cơm chay đi mua về rồi ăn rồi cứ ngủ. Trước khi mình ngủ đó, mình ngủ trong giấc ngủ này không mê, bệnh mình nằm nghỉ ha, cho nó sắp hàng lỗ tai mặt mày tay chân đồ này cái nọ đó, mừng quá rồi bữa nay mình nằm nghỉ. Còn cái giờ ngủ đó, ngủ một chút thôi, vài tiếng thôi nè, thần thì thức nè, trí thì thức nè, tâm thì thức nè, thấy chưa? Thần thức, tâm thức, trí thức, rồi học thức, thầy không có học ngoài, thầy học của các ngài, thấy chưa? Bốn cái trí thức đó, đó. Thì người ta đâu có ngủ nè, ngủ nhiều quá nè, chỉ cho ngủ trượt nha, thấy không? À, mê muội rồi chảy nước miếng nước mồm mặt mày vậy nè, thấy không? Rồi mình người tu mà. Đó, chiều phải còn thay cái áo khác, khăn, gối, đâu đó, trang hoàng, nghèo cái đó sao? Thôi, thầy nói thôi, chạy về con đi mua gối ôm, gối này kia cho sang trọng khỏi đi. Phật hồi đó đó, thích cái áo bá nào? Tỉnh đi rồi suy nghĩ, nay mình tỉnh chưa? Mình tỉnh rồi đó. Thì mình sẽ bước lên, để mình tu cho rạng rỡ, cho thành người tốt. Sau này mình... người xuất thân ra nói chuyện ta biết người đó có học đạo, người đó rất ngoan. Cũng như mình để khách bữa đó tuyệt, vô có cái món ăn mà trí đó, người ta đã có ăn rồi ta biết người này nấu rất khéo. Còn mình để láng giềng của mình, gia đình của mình thì sao nấu mặc kệ. Như thế thì quý vị nghĩ như thế nào? Đường đạo pháp tu hành không dễ, tỉnh giấc nồng nó quá xế chịu. Đạo của thầy là đạo thân yêu, yêu duy nhất sớm chiều rảo bước, buổi quân hạ mình tu cho được, sửa làm người nước ngược ráng chèo. Theo đức thầy khổ não mắc eo, cũng thay kệ hiểm nghèo xóa hết. Đã nói tu mà mình còn sợ chết, đã nói về còn mê mệt lết la, ở làm chi nơi chốn ta bà. Sớm mê muội, chiều về ấp ủ. Chồng với vợ tính coi có đủ, mình thác rồi để lại cho người. Tỉnh đi rồi đạt pháp vô dư, tâm lẳng lặng là niết bàn tại thế. Cũng đi học có trò quá tệ, không thông minh còn quậy phá lớp mình. Sao trở về một bậc thí sinh, ai coi được thân mình như thế, không coi ra gì hết. Người học đạo thương yêu bồng bế,
nghĩ đời tàn bóng xé đã rồi. Buổi chiều về chớ nói lôi thôi, nói tiếng nói phải ngồi xem báo. Tâm ý nghĩ như là què bảo, không để nhầm để lẫn nghe trò. Lúc này đây mình ráng âu lo, lên thuyền nội về xứ tự do mình ở. Đừng có nghĩ mình đang thiếu nợ, nợ bao nhiêu mình tính thử rồi coi. Thầy bảo trò chứ có đua đòi, cộng lại hết vàng thôi mấy thước. Khi nhắm mắt xuôi tay đâu được, nhà cũng muôn, vợ đẹp cũng giao. Chồng của mình quá hải tài cao, khi co giật nằm queo nó bỏ. Tính lợi kìa còn thua cây cỏ, thì mình tu phải hiểu rõ cơ mầu. Tỉnh giấc nồng đọt lý cao sâu, ra cho khỏi rồi ôn dùng đất. Biển tiền bạc thấy chưa, mình đừng có cất, nó trôi đi biến mất không còn. Tỉnh đi trò tỉnh hết bà con, nay bận nhắc mỏi mòn cũng rén. Người tu niệm mà mạnh ai cứ bán, cứ chữ cứ la cho xứng đáng. Con trời tội gì mà giận mà ơi, để đặc biệt tâm mình thơ thảm. Đừng cộng nghiệp, ráng về để trả. Đừng, đừng có mê, bỏ hết cho rồi. Về quê hương đất Phật con ơi, ráng tĩnh lặng rồi ngồi châu áo. Làm người được, biết được, tất cả đều biết hết là quý lắm. Thì giờ mình biết tu là mình về Phật thôi. Ngài cũng như mình, có cái gì đâu. Thế mà mình mịt mờ, thấy chưa, bị án nè, án tai nè, không nghe, án mắt không thấy, án miệng nè. Rồi án tới cái thân thể, mình tưởng mình đẹp quá, hay là mình tốt quá, đi còn xê qua sở lợi nữa, thấy không ngại sao. Bùn đó, tro bụi đó, than lửa đó, chứ có cái gì đâu. Cho nên các ngài mới cho là đó, cho cái pháp hiệu của mình đó, để là mình biết cái chủ đề của mình là mình tỉnh gì. Đó, như vậy. Còn thấy ta công phu đó, mình ngồi cho người ta thấy nha, cứ làm cho ta thấy hoài à. Rồi mình có vàng mình có đem ra cho ta thấy không? Cái đeo đây nó có giả không? Có trộn pha giả mình thấy, ô chị đó chỉ giàu quá, anh giàu quá. Cũng như thấy ta mặc áo dài, áo xám, ta đậu mũ, ta cạo đầu. Rồi gì đó, thì mình nghĩ, trời, người ta tu, mình không được tu. Mình tu bằng bao nhiêu hơn, mình tu quyết liệt, mình tu kia bằng hả? Không ai nắm bắt được, không ai mò mẫm được gì cái tu đó là tốt. Là thiệt, là sáng. Cái tu đó đó, cái tu đó là hiểu hết, biết hết. Còn chờ giờ là mình thoát rồi, chứ sao biết được. Còn mình phê sưng, ra tiệm cà phê cũng nói đức thầy đó, đem ra đó xài, đâu có được. Đức thầy phải mật niệm, thương thầy tổ. Trong buổi tiết chiều con lặng lặng, để ngồi thiền trong biển dẫn qua sông. Mau chân lẹ bước đảo đồng, để về cõi Phật ngồi trong niết bàn. Tu đâu có giàu sang chi nữa, miễn tâm mình gội rửa từng giờ. Cái tâm yêu thương đừng có mộng mơ, mình phải dựng con cờ chỉ khi nay thân thể mình thiếu chỉ món quà đem bố thí, chứ đâu phải đợi bạc tiền bớ tỷ mũi hiền quang.
bình thu tích tích tinh tán không rồi mình sao biết gian sang của mình cứ lượn đi bên ngoài à. Thấy ta bật áo nè, ta để đầu nè, hay ta đi, hay ta đã âm ô ta đi nè, giống in. Nhưng mà không lượn Phật chỉ hữu hình mà thôi. Nay mai gió cuốn e đi rồi, còn người tu tịnh sao ngồi bảo châu. Họ vững chắc, chỉ có trời thâu họ trở lại. Họ tu theo Phật đường, họ khỏi lại bái giáng sinh. Phật đã biến ra cho họ là một con tinh, vừa sáng suốt, vừa giống in như Phật vậy. Không thương thầy tổ sao? Không thương bần nghèo sao mà không thấy? Mình cứ lủi vô rồi vì mình ngạo mạn cống cao. Chết như hôn, đừng đua sắc lượng màu. Phải lặng lặng làm sao biến mất. Buổi này đây ngàn muôn bệnh tật, lớp biên cuồng, lớp mất bảo vật trần gian. Đây là trời đất phi tan, cho mà không thấy mà lấy lại trần gian nào tưởng. Không có đâu, không còn nữa đâu. Rốt ráo đi rồi, đừng có sống cái cảnh quán ương. Mang tiếng tu mà mình không có chánh chánh đường đường làm sao? Mình tu muốn chức phận tài cao, cũng là muốn được sắc màu ngợi khen. Thấy không? Chùa am đó, đánh đẩu nè, len ben. Trong kia phối phách, có trui rèn được không? Nếu được tốt lắm đó. Nếu gì? Còn ở đây đó, Đức Phật Thầy nè, Đức Thầy nè, các vị nè, trong phái Bụi Sơn Kỳ Hương đó. Họ xúm lại trui rèn, họ mài mình đó cho nó bén đó, vẹn toàn để ngày sau. Cho mình tinh chất không sắc màu, sông thiên liêng trời đất có khác nào gì đâu. Tìm để sống đi trò, để sống được lâu, để coi đời nè nha, rồi thấy đạo nè. À, rồi thấy âu lạnh lùng. Sống đi sao mới được trùng phùng, thầy trò mà tướng ngộ ngày cùng tam quy. Bây giờ hỏi đi, hỏi bần sĩ thầy con ở đâu, ngồi hay đứng hay đi, hỏi để làm gì? Cứ lo học đạo từ bi hằng ngày, học cho đạt được pháp. Để mình tu luyện nó cái thần quái. Thân tâm thường lạc hằng ngày trắng trong. Học đạo phải biết thương giống nè, thương dòng nè. Đừng có đèo bồng nái nọ mây kia. Có hơn thua cũng không tàn một giấc canh khuya. Con lên đò ly biệt con về nơi đâu. Phải tỉnh giấc mộng, đặng hết sầu hết khổ. Thầy chịu khó bơi con qua đất tổ quê hương. Tập đi chánh chánh đường đường, mình là người tốt không thường nghe chưa. Đừng để họ gặp mình họ tạt một miếng nước mưa. Họ nhìn mình cũng như bến nước sông thưa loãng cuồng. Nếu người tu đi mà gặp người thất tịnh điên cuồng, họ gặp mình họ dựng lại như tuồng thi văn. Mình có nói vậy đó, nhưng mà họ thấy mình sáng như trăng, nói tiếng nói nào cũng có đức phước hết đó,
thấy không, lòng hằng kể kinh. Họ thấy cái tướng diện một người tu thiệt đó, họ thất kinh. Thì ông Đức trọng quỷ tinh chạy dài, đâu có gì đâu. Mình tu theo Phật không có phép, không có tài. Họ cũng không có chất chứa đêm ngày làm chi. Bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, hay là bữa ăn hay làm gì, họ tính trong cái giờ buổi đó đó, họ không có cho ly cái linh hồn. Tư tưởng của mình là biển, là cồn, là ngôi nhà của Thượng Đế, là bồn chân hoa. Tư tưởng muốn lành, muốn giữ, muốn thiết tha, muốn thành ông Phật Thích Ca thành liền. Phải cố gắng, phải ngoan lên đi. Để học đạo thượng siêng, để nguồn thơ mình rõ, rồi bốn miền mình thông. Về tu đi với vợ, với chồng, giữ anh em, dòng họ, chịu não nằm gái gó. Ai thiếu gì mình cứ ban cho, họ ngu mình dạy lại cho khôn tu hành. Nói nhỏ nhẹ cũng như Đức Ngài đã tái sanh. Còn mình la, mình chửi là cũng như quỷ ở bên gành hấp hô. Phật tiên thần thánh đắc tô giải mình như vàng ngọc, rồi nam mô cho thường. Phải cố gắng không anh em đồng đạo, phải giữ chữ thiện rồi lương. Đó là giải phóng con đường mình lui. Người tu không có chưa gì hết cái mình cười, mình vui. Hỏi mình cười gì vậy? Đi về mình đuôi đâu có thấy đường. Cười bướng rồi lại cười cường, nết na không có rồi mỹ thường được không? Phải cố gắng lập công bội đức. Ai yếu hiền mình chung sức với người, họ buồn mình được vui tươi, để mình đem họ lên trên đại Phật, người người an nhiên. Cũng như buổi giảng đó, Đức Ngài có nói Đức Ngài đã điên. Nhưng mà nói Ngài như mình đó đó, mình điên, mình khùng. Cho nên đối quá lạnh lùng, bây giờ mình tỉnh Ngài cùng làm sao? Bây giờ tỉnh giấc rồi đó, muôn sắc muôn màu mình thấy còn ghê sợ. Biết ngày nào mình xoa, không cầm tay làm chi thứ đó. Vậy mà tay ta để chấp lại niệm A-di-đà trong tâm. Nghe thì chỉ như không? Không có lầm, không có lạ. Sống để coi gió tạt mưa đơn, tranh làm chi? Rồi lại buồn hờn, tâm thanh tịnh nghe tiếng đờn ông đã khai. Lựa với nhau, người hiền không có nói ba nói bại. Đặng mình ngồi mình tu tập, học theo người đặng hối cải cho mau. Chị kia thiếu gạo thiếu rau, còn mình dư mình đem tặng, có nào mất đâu. Người tu tịnh đó, không có đi sâu vào ăn uống. Mà người tu thiền không có ham muốn những gì. Người tu tâm phải chia cách biệt ly, đừng xung đột với những người mang tra. Trước mặt niệm Phật đi không?
con thấy vườn Tùng Bá, con thấy Đức Phật A Di Đà đã đứng ở cõi Tây Phương. Niệm cho chánh chánh đường đường, niệm rồi phải nhận phải nhường nghe không? Suy nghĩ kỹ đi, thức tỉnh rồi đó, đâu có gì được trường tồn. Nó bay như gió nghe nha, xác hồn mình bãi luôn. Đừng gieo đất thảm trời buồn, vui cùng với đạo để tu nghe trò. Thấy không, ở tù nè, mình đâu có được tự do. Về nhà để giữ nè, rồi chăn bò chăn trâu. Thấy chưa, nghĩ vậy bắt rầu, không tìm lối thoát làm sao âu được về. Nợ nghiệp nè, trời ơi thu quá trần trời, tại vì thu tạo đó. Mình không chán chê rồi ai bây giờ. Tiếc mai lặng lặng mịt mờ, rừng buồn sáng rạng đợi chờ thầy ban. Nói câu giảng đó, rừng vàng rừng ngọc, cảnh sơn tiên đó, có tiên báo đứng chờ. Câu nhẹ nhàng giáo huấn thi thơ, của thầy tổ đã dựng cờ buổi trước. Bảo làm người phải làm việc phước, đứng lại ngồi nằm mình làm được đó thôi. Tại mình không tỉnh mình ngồi, làm sao mình biết để mình về rồi kiểm thấy. Cứ nói chuyện ba tánh, nói nhảm, nói chuyện gì đó, hao hơi nè, tổn lực nè, đâu có gì mà tranh. Ở nhà con vợ chị anh, hay là cha mẹ mình phân ranh rõ ràng. Ông tu ông đắc đó, bà tu bà nhờ, đừng đợi đừng chờ thất bại nghe chưa. Thầy đâu có sợ nắng mưa, hay là bệnh hoạn, nhưng đò vẫn đưa trò nghèo khổ cách mấy đó, tay thì cũng chèo qua biển. Đánh đổi muốn quỵ giữa biển đời rồi đó con. Nhưng mà cầu nguyện để dựng lên lời hay ý đẹp trên đền, trên ban xuống thế mình quên tội trời. Mình phải chia ra khắp mọi nơi, để chị anh đồng đạo của mình đó đừng có à ơi rủ về. Mê chi kẻ sợ người thề, rồi ăn, rồi uống, rồi mặc, rồi nặng nề thấy chưa. Tính cân ác hay mộng đại thừa, con về học đạo sớm mi trưa ngoan trò. Học lặng lặng, mình cứ dẹp tìm cái thế giới tự do mình ghi chú. Đừng nói không ngờ, hay là mình đợi ngày nào. Sớm chiều ý đạo dội trao, con ơi thầy dạy đủ nơi đồng đào Tây Phương. Hay là chê ông bần sĩ, ông thầy mình giờ ông già quá rồi đó, ông già dạng gió sương. Bao năm bơ chiếc cái đoạn trường thiện đi, kêu mãi mãi đến khi tắt lòng, không thấy được mọi người ban tặng ông gì. Đã buồn rồi muốn cối cuốn gối để mà đi, bơi thuyền nó về nơi rừng sơn tự. Muốn thiên liêng cây rừng không ai tứ, muốn giữa đá kìa trăm thứ ngàn hoa. 1 triệu ức ngàn năm kiểu quý vị, ngày nay xuất hiện trước mặt đà, sao khung lợi đó mà làm bạn mà với nó.
mình tạo làm chi ghế mây ghế cỏ, hay cây cối tốt trên đời rồi cũng bỏ sớm chưa. Nhìn đi, thanh đá đung đưa, hiện thần hiện thánh buổi băng trưa chiều về. Ngồi coi đi, rồi sinh rồi rờ nó đi, nó lạnh buốt tái tê, lúc mi nào cũng chứa nước bồ đề trong trong giữa trời giữa núi mênh mông. Biết bao nhiêu khi tiết trời đông đặc đầy, con mình có đó. Mình ăn nè, mình tắm nè, cái nước mà mình ghê gốm mà mình nó sạch, nó hay. Tắm vào sao không sống phút giây chết liền đó. Thì hôm nay đó, buổi sáng ban mai, quý trò có lắng lặng nghe thầy nói không? Về nông ra cho lớn. Thì đến buổi này thầy biết kịp rồi chứ, nhưng mà không sao đâu. Chỉ cho quý vị về tu tập, đi đứng nằm ngồi. Hồi xưa đó mình đi khác, mình bước 2 bước, bây giờ mình bước 5 bước. Cho gót chân mình đi cứ giống y như Phật vậy, cho nhẹ gót phong trần. Hồi đó mình nói cũng vậy, mình nghĩ cũng như nghĩ chi tầm bậy tầm bạ, có ăn được bao nhiêu, có làm được cái gì đâu. Mà bữa nay là gần tháng 5 rồi, cái đến tháng 10, cái đến nửa để chết. Ở trên giường, trên gián, trên salon, ở trên cái gì đó bộ đoàn vậy đó, thì ngồi đó, nằm đó, thì niết bàn, sáng bước cẳng xuống đất, địa ngục. Chưa bước xuống tới thì kêu thả gà ra. Thấy không? Thức dậy đi bán đồ, đi trễ rồi, cái chửi. Đó vậy đó. Còn không chửi thì mình dọc tóc đi, đầu cổ cũng chưa này kia nọ, đừng ra bán. Bán cho sớm, để mất mối, mất kệ nó. Đâu có sao. Dư thừa cũng không có gì hết. Mình tỉnh giấc mộng này rồi, thì mình phải hiểu hết nha hôn. Hiểu tu có mấy trăm mà, cũng như là có 500 mà. Nói ở đây đó, mà 500 này nó giàu quá. Thấy không? Trời ơi, người ta mấy tỷ thầy. Ta mấy tỷ kệ người ta. Đó, tỷ mũi gì đó. Còn mình có 500 ngàn, có 200-300 ngàn à, mà mình lại ăn cả tháng. Thấy không? Mình biết quyển chuyển nè. Đó, cũng như mình có tấm chăn mỏng dánh nè. Thì mình đứng làm sai lái, mình co lại mình trùm nó gọn. Khéo ăn thì no, đời nói đó. Khéo co thì ấm, đâu có gì đâu. Không có đâu, mình bọc bên đây túi, bên đây ta móc ra, xả láng, xả đâu vậy? Sao mà không nghĩ xả mình để xả láng tiền? Là phí phạm, là sau này không có ăn, không có. Thì mình đã thức tỉnh biết được rồi đó. Thì mình tự giác ngộ thẳng. Giờ này ngày qua giết người. Ông vô não đó, thấy không? Đó bữa nay là đang đi theo tu, hiền như cục đất. Thấy chưa? Ngày qua giết, giết mà đeo ở đây cả đống vậy nè, thấy không? Giờ đi theo Phật hết rồi. Đã mình ngộ rồi là nó sẽ bay, nó sẽ mất, nó sẽ lui, nó sẽ không còn. Chứ mình ở đâu không có đâu, cái dấu vết cũ đó, nó vậy đó. Thì mình phải ráng cố gắng nha. Phải cực khổ nha. Tay mình á, nghe bên ngoài nãy giờ cũng đừng nghe luôn nữa, nghe nhiều quá không có được. Còn ở trong này lắng dịu để nghe tiếng báo của bề trên, của Phật, của Bồ Tát, của Quan Âm, của Di Lạc, của tất cả các ngài. Rồi trong này đó, mình phải nghe báo ứng tới nha. Báo ứng tới. Cái khăn mình rớt kia nè, 7-8 tháng, 7-8 năm trời hay là 7-8 ngày chiến của mình đó, nó mục rồi đó. Cái sau này mình mần cỏ mình, miếng vẽ này của ai mà chính của mình rớt là không biết. Người tu kỹ không phải ăn hay là cũng phải là kỹ lưỡng nhà cửa xe cổ, bất cứ không phải. Cho kỹ cương tâm của mình đó, cho kỹ nè. Ngày nè, đêm nè, giờ sáng rồi đó. Cái tâm tối có cái tâm sáng nha. Thời gian có không gian nha quý vị. Có một cái tâm sáng của mình á, cái tâm tối này nó ẩn nè, nó có hai mặt, mặt trái mặt mặt chứ không phải vậy.
đứng từ bi lúc nào cũng muốn mình. Nếu mình mà làm cái gì rồi đó, Đức Phật khóc, khóc trong xương tủy, khóc trong cái bộ não của Ngài, trong cả châu thân của Ngài, thương xót từ nhân loại, con người, con vật cũng vậy. Hồi xưa con chó đó, con chó của mình hay là của người gần bên đó, đi đâu về đó thì nó lợi, mà nó dơ lắm cả. Nó lợi, nó ngước mặt lên, nó chào mình mà nó gần mình, đá nó đá. Thế là mình vô nghĩ bất nghĩa chưa? Nhưng mà hồi đó còn chưa tỉnh, bây giờ tỉnh rồi con. Sao vậy? Sao mà lấm lem vậy? Để rồi mượn người ta tắm cho con nghe không? Đó, thấy chưa, mấy con chó này hoài đó, lời ngon tiếng ngọt để siêu độ nó, để nó không còn trở lại là con chó nữa. Mình hành hạ nó, đã nó chào mình đá nó, quánh roi thôi, lấy cái chậu chà quánh không biết bao nhiêu roi, rồi mình không có thương vật. Rồi sao mình mến nhân, làm sao mình thân yêu với cây cỏ, hả, cây cối nha, cũng như cây cây mà tàn rồi đó, chứ mình ra mình hết trái rồi, chặt dục mẹ nó cho rồi đi, không nói vậy nữa. Cây ơi, ta đã hưởng của nhà ngươi, giờ thôi ta đắp gốc lại đi, nhà ngươi có cho trái nhỏ thì cho mấy bé đồ ăn nha, chừng nào tàn á, chặt, đem về chụm củi hay cho bà con, cái này chặt mẹ đi, lấy cẳng, đạp. Thấy không? Thấy tu kỹ chưa? Đức Phật đâu cho. Đi ngang qua một cái đám rẫy hay là một cái đám rau cũng không cho ngắt. Cái cây xanh tươi nó đang phở đọt lên đó, đi ngang qua, chặt, cầm cái dao, chặt cái dao, còn cầm cái tay ngắt bỏ. Tại sao vậy? Nó cũng ở trong cái xã hội của nó. Mình ở xã hội của mình. Ai ngắt đầu mình chịu không? Ai nắm cái đầu này mình chịu không? Đó là tỉnh rồi đó. Đó, thì trong lời lẽ này đó hôm nay đó, thì cũng xin nhắn gửi và cùng thật đặc biệt để thầy cũng tạo những điều kiện. Bữa nay là ngày 21, thì thầy ở Nông Tiên và ở bà chỗ này bà kia, thầy cũng có nhà cửa đâu. Tất cả các chị đi đến đó, nhìn cái nhà, trời, cái nhà này đi về thấy khác. Tại sao mình không thấy mình khác? Mà mình cứ thấy cái nhà khác, xe khác, bất cứ vật đồ này là mình quên cái bên trong của mình. Cái vật đồ này nó quá rồi đó. Cái nó đè, nó án mất đi. Là bây giờ mình đã tỏ rồi nha. Thức dậy rồi, bừng dậy rồi trong ánh sáng ấy. Mà nếu tất cả quý trò chảnh mãn được thì không lấy được bao nhiêu đâu. Vậy dạ thì bây giờ cái xe cũ đổi lấy xe mới. Trời ơi, mình tu để mình tích cực, rồi mình đã trưởng phước đức, rồi mình gieo nữa, mình thiếu gì tiền, mình đổi là cái xe mới. Không có tiền nhiều cũng đổi xe nhỏ nhỏ. Để mình hưởng lâu qua, hưởng đâu thượng quân, hạ quân đến rồi, thượng quân tới rồi. Cái hạ quân này người mặt hạ ăn nói chuyện bất khuất lắm quý vị. Chính mình nè, ngày hôm qua cũng còn nói bậy nữa nè. Thì bây giờ mình nói phải rồi đó, mình đứng vững nha. Mình có tâm linh, mình có đức tin, là tinh thần, nó vậy đó. Rồi mình đổi cái xe, nếu lớn là có nghĩa là tu tốt nè, nha. Phước đức đầy tràn hết thì đổi cái lớn. Còn nếu hẹp lượng mà cũng có số tiền thì tùy đổi xe. Chết đâu có mất đâu. Cái người họ chết mất đó khác. Còn mình chết còn, mình mới tu, Phật đâu có nói với mình đâu. Không có nói dối. Cho nên cái ngày mà nhập diệt cứ đốt đi, hả? Cứ đốt đi. Đâu có gì đâu mà phải sợ. Nó đem ra bãi biển đốt. Nó như vậy. Còn mình sợ đủ thứ à, thấy không? Sợ nghèo, sợ giàu, sợ chết, sợ bệnh, sợ đau, nhưng mà cái sợ đó nó đã lâm vô mình hết trơn à. Sợ đi bán bữa nay ế, mình hỏi lại hàng quá mình có tốt không? Không. Nói chuyện với khách có mời từ từ không? Rồi bắn mắt. Nó có mấy cái nguyên nhân đó, nó mới ế. Còn ta ra, ta bưng thôi, ta khỏi có trụ. Nhưng mà chỗ nào cũng mua mớ, sạch sẽ, ta đi về, thấy không? Mua giùm con đi bà, để cho ta coi, muốn này thêm cho ta miếng nữa. Mình chịu hẹp, mình chịu thua, thì nó đã, thì mình đã về, mau. Còn này không có đâu, ế đem về dục, nha. Đó, quý vị nghĩ sao?
Ngày xưa thầy còn pha trộn, bây giờ đặc biệt vào cái quyển này nha, thì quý vị sẽ mang cho bạn quý vị. Cùng gửi đi bốn biển năm châu hoàn cầu thế giới. Nói với họ là niệm đạo của Phật trời rồi thì đi tới đừng lui. Trong này gió trụ bùi ngùi, đâu còn gì nữa mà vui ở hoài. Tạo làm chi? Để đạt pháp, đạt chức, đạt ngôi vị cao say. Buông ra rồi làm người tốt, ngày mai mới còn. Tại chúng không biết đó, chứ mình sẽ sắp hưởng cái quả trái đất non. Lần lần gần tới rồi bà con của mình. Quả trái đất đó có những hành tinh xuống thăm mình hoài à. Mà thấy mình mê ngủ đó, rồi họ nhìn họ đi. Họ xuống thăm mình coi có đúng giấy tờ, rồi họ sẽ đem đi. Đúng thì ta sẽ hộ về, mà đem về thì Tây Phương cũng có đâu. Tối ở trên giường, muốn nằm đâu mà ngủ đó, và đoạn trường thiệt tha. Ngủ hoài, ngủ mãi thành ma, ngủ đi rồi thức dậy cõi ta bà lui chân. Phải cố gắng nha, không có sờn chí khí. Không phải đợi giàu mà đem của tiền bố thí đâu trò. Mình phải sống còn để ở cái nước tự do. Đừng ngạo mạn, đừng có đầu rút cổ. Không sợ ai hết, nhưng bình sinh bình đẳng mà đi. Chứ đâu có sợ cảnh gian nguy chỗ nào. Dù bên Tây, bên Nhật, bên Pháp, bên Ý, bên Đức, bên Ấn Độ, bên nào. Bên nào cũng có, trừ người nào cũng tu. Bây giờ phải ráng công phu, ráng ngồi bình tĩnh, giữ bất sĩ ngu nghe trò. Quý vị giữ quý vị đó, cũng như giữ chiếc đò, cũng như giữ một kho tàng bảo vật mà chính trời cho mình rồi. Quên đi nhiều kiếp, nhiều đời trôi lăn dưới biển, dập dời không hay. Trâu phương Bắc, trâu phương Tây, vì mình trông mình đợi mà, thấy không? Đừng mình gặp thầy Bụ Sơn, nhưng mà thầy mình ở trong tâm, trong trái tim bất di bất diệt không sợn. Hãy tư tưởng mình nhích thầy biết còn hơn phần gì. Ráng tu đi đạo, thầy nói rõ đó. Không có gì mà xin mà sọ. Đừng có làm hiện thực bên ngoài thầy bỏ, nghe chưa? Bên ngoài cáo cẳng dư thừa, bên trong lắng lặng sớm trưa nuông chiều. Tâm tánh tốt đó, mình mới thương yêu được chúng. Mà xấu rồi đó ha. Cũng như cái hoa mà con sâu nó ăn phụng nhị tạng. Tỉnh đi trò, đừng nghĩ chuyện gian sang. Buổi sáng nó thầy mơ màng giải đạo. Về đi con tay thơ bút thảo, để mang tội với thầy mình, rồi mình học đạo sao ngoan. Hiền nhân đừng nghĩ của vàng, có cơm của Phật cơ hàng ăn nó. Nếu mà thiếu gạo đó, mình bẻ bông súng, mình gặt củ có. Mình ăn vô mình độn đó, nha trò. Đừng quên, lời thì như thể mũi tên, chỉ đường mình về đến, về nền Phật giá. Về Tây Phương Cực Lạc đi, về mười phương chư Phật đi, để có nước ma ha, cam mi lồ mình uống, rồi bể hà sa đâu chìm. Thôi, buổi sáng tinh mai thì